Vâng, xin trân trọng chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta ghé thăm cái quang cảnh làng quê. Ở đây là cái bến nhỏ xuống một cái dòng sông nhỏ, đó là dòng sông Bến Đình tại làng Mỹ Xá, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ở đây có một cái buồng chuối trông rất là quê hương. Hãy bấm đăng ký rung chuông để nhận các video mới nếu quý vị và các bạn chưa đăng ký. Và bên kia cũng có một cái bến nhỏ. Đây chúng ta thấy cái bến này bắt từ khu vườn của bà con đi ra con sông luôn. Và chúng ta nhìn cái quang cảnh cái đoạn sông này một tí, quang cảnh làng quê, một cây dừa có những cái ngọn lá vươn ra đung đưa như chào đón mọi người đi qua. Và đây là cái đường tỉnh lộ 4 đoạn đi qua trước làng Mỹ Xá quý vị. Cái chỗ này có một cái nhà thờ, đó là nhà thờ họ Đặng. Bên trái nhà thờ chúng ta thấy có một cái giàn bầu. Chúng ta thấy giàn bầu có những cái quả nhỏ đung đưa. Cái quang cảnh giàn bầu ở làng quê rất là đẹp, dễ thương. Có những trái bầu đang xọa xuống đung đưa nhưng mà chưa đủ tuổi để mà thu hoạch quý vị. Chúng ta đang nhìn vào một cái ngôi từ đường cổng không lớn nhưng mà đường đẹp hoa văn rất là kỹ, nhìn sắc sảo và đẹp mắt, tạo cho cảm giác thị lực của chúng ta một cái sự phấn khích nhất định khi mà nhìn vào cái nhà thờ họ Đặng này. Chúng ta thấy bên trái của nhà thờ có hai cái luống rau. Đây là cải quý vị. Và đằng xa kia có nhà, chắc có lẽ là để chăm sóc nhà thờ luôn. Chúng ta thấy hoa văn của nhà thờ rất là đẹp, rồng bay phượng múa. Cũng có những cái chữ đường từ Ngọc Đặng ở giữa. Đây là bên phải. Đi qua cái hàng tù thứ nhất, cái kiểu kiến trúc của cái cả cái nhà thờ của Huế, của Việt Nam nó gần gần giống nhau quý vị. Ở đây chúng ta cũng thấy cái bảng, đó là Quang Lưu Đức. Bên này là cái Mỹ Thiền Trân. Thiệt là chúng ta không vào được trong nhà thờ như thế nào, bởi vì không gặp người
quản lý ở đây. Chúng ta nhìn xuyên qua cái cửa bên trong. Mày sống nhiều không? Qua làm sao nữa?